Báo Indonesia, U23 Việt Nam không phải số 1 Đông Nam Á. Tờ Bola Sport, Indonesia, phản bác lại phát biểu của huấn luyện viên Philip Chu khi cho rằng U23 Việt Nam ở vị thế số 1 Đông Nam Á thời điểm này. Phát biểu trong buổi họp báo trước vòng loại U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Philip Chu nhấn mạnh U23 Việt Nam đang ở vị thế số 1 Đông Nam Á. Mục tiêu sắp tới của đội bóng không chỉ là giữ vững vị trí này mà còn phải bứt phá, vươn tầm châu lục. Tờ Bola Sport không cho rằng U23 Việt Nam ở vị thế số 1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, tờ Bola Sport phản bác lại quan điểm của huấn luyện viên người Pháp. Họ cho rằng U23 Việt Nam không xếp số 1 Đông Nam Á. Thay vào đó, U23 Indonesia mới xứng đáng ở vị thế này sau khi vô địch SEA Games. Tờ báo của Indonesia có bài viết thất bại trước U23 Indonesia. U23 Việt Nam vẫn tự nhận số 1 Đông Nam Á. Tác giả bình luận, đánh giá của huấn luyện viên Philip Chu không phải không có cơ sở khi đội U23 Việt Nam vừa giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. Tuy nhiên, đó không phải là đội bóng do huấn luyện viên Philip Chu dẫn dắt. Lực lượng của họ tham dự giải đấu đó chủ yếu là lứa U20. Trong khi đó, lần gần nhất huấn luyện viên người Pháp dẫn dắt U23 Việt Nam là ở kỳ SEA Games 32. Khi đó, U23 Việt Nam đã thất bại trước U23 Indonesia ở bán kết. U23 Việt Nam vừa đánh bại U23 Indonesia ở chung kết giải U23 Đông Nam Á, tờ Bola Sport cũng trích dẫn phát biểu của huấn luyện viên U23 Guam Dominic Gadia về trận đấu mở màn vòng loại U23 châu Á gặp U23 Việt Nam. Ông chia sẻ, đây là lần đầu tiên U23 Guam tham dự vòng loại U23 châu Á. Tôi không quan tâm tới kết quả mà chỉ muốn xây dựng nền tảng phát triển tương lai. Sức mạnh của chúng tôi gồm nhiều cầu thủ tới từ Mỹ. Sân chơi này là cơ hội để nhiều cầu thủ Guam phát huy tài năng. Tôi đã nghiên cứu khá kỹ về U23 Việt Nam. Họ đã gặt hái được thành công trong những năm gần đây. Tôi tôn trọng đối thủ này. Các trận đấu ở bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 đều diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ. U23 Việt Nam gặp U23 Guam vào lúc 19:00. Trước đó, vào lúc 16:00, hai đội U23 Singapore và U23 Yemen sẽ đối đầu với nhau.